Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. À. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính lễ sư Tinh Tuệ. Dạ. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ. Con kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha kha ta tê chan ta li khê vi ma nê đi pê đáp thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wak thum hi khét tê phụng ma cha gian tu đề hòa cha la tha la vi sa mê ya kha gan tháp ba na ga tít than ta san ti kê yang mu ni wa ka wa cha năng sa tha vô mê su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta nam mô ta sa pha ga wa to a la ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a la ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a la ha to sam ma sam bu ta sa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tati yampi thammang saranang gacchami. Tati yampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho viccha jagana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanang buddho bhagava. Dinatthi me saranang anyang buddho me saranang warang etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandehang padam sum varuttamang buddheyo kalito doso buddho kamatupang mamang Swakato Bhagavata Dhammo Sandittiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachattang Veditabbo Vinyuhi Tinati me saranang anyang dhammo me saranang warang Etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang Uttamang gena vandehang Thammang chaduvithang varang Thammeyo kalito doso Thammo kamatutang mamang Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani attha purisa pukkala Eisa bhagavato savaka sangho Ahunaiyo pahunaiyo dakkhinaiyo Anchalikaraniyo anuttarang punyakhettang lokassa Ti
Nati me saranang anyang sangho me saranang warang ete na satjawat je na ho tu me jaya mangalang utamang ge na wande hang sangkhang jaduwi totamang sangkhe yo kalito do so sangho kama tu tang mamang wanda mi je ti yang sap bang sap Bhatane supatititang saririkatha tu mahabodhin buddha rupang sakalang sada sambuddhe atavi sanca dvada sanca sahasake panca sata sahasa ninama nisirasa ahang te sang thammang ca sang thang ca adare nanamani hang Namakara nupa we naham tua sabde upada we aneka antaya piwinasam tu ase sato sambutte tanja tanya sanja jatui sati sahasa ke dasa sata sahasa ni nama ni sirasa ahang Te sang thammang cha sang khang cha adare na namami hang namakara nu pha we na han tua sabde upada we aneka antaraya piwinasam tu ase sato sambuddhe na buddha sate atta chattali sasahasake visati sata sahasake Sani namami sirasa ahang te sang thammang cha sang khang cha adare na namami hang namakara nu pha we na han tua sabde upada we aneka antaraya piwinasam tu ase sato sabde purati maya disaya sat Ta awe ra suki hon tu sabde purat ti maya anudisaya satta awe ra suki hon tu sabde dakina yadisaya satta awe ra suki hon tu sabde dakina ya anudisaya satta awe ra suki hon tu sabde pat Chima yadisa yasatta awera suki hon tu sabde pat chima yanurisa yasatta awera suki hon tu sabde uttara yadisa yasatta awera suki hon tu sabde uttara yanurisa yasatta Awera suki hon tu sabde uparima yadisa yasatta. Awera suki hon tu sabde het tima yadisa yasatta. Awera suki hon tu sabde satta awera. Hon tu sukita hon tu nit dukkha hon tu apya patja. Hontu aniga, hontu diga yuka, hontu aroga, hontu sampatti hisamicchantu sukhi atanang pariharantu dukkhapatta janit dukkha payapatta janipaya sokapatta janisoka hontu sabde pipanino Akasattha ca pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang Akasattha ca pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu Akasattha ca pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha ca pummattha devanaga mahittika
Nhân nô anu mô đan tu ki răng ra khan tu pa ni đô a ca sa tha ya phum ma tha de wa na ga ma he ti ca Bồn nhân nô anu mô đan tu ki răng ra khan tu nô sa da Y đăng wa ta nô bồn nhân a sa wa kha ya wa hăng Ô chú anagate kale. Sa thú, sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ, con dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin kính chào lớp. Hôm nay thì có vẻ như là mẹ rớt liên tục. Giờ hôm trước là chúng ta đã học xong phần pháp thực tính. Giờ hôm nay thì chúng ta bắt đầu học lại từ đầu, đó là về phần tâm. Thì chúng ta xem sơ qua tí nói về phần tâm. Thì trong phần tâm này mình chia thành bốn nhóm lớn, tức là 54 tâm dục giới. Ba nhóm đầu là 54 tâm dục giới ở đây. Rồi 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Tức là tâm mà phân theo lĩnh vực thì nó có 4 lĩnh vực. Thứ nhất đó là lĩnh vực sắc giới thì có 54 thứ tâm. Xin lỗi, lĩnh vực dục giới thì có 54 thứ tâm. Sắc giới thì có 15 thứ tâm. Và vô sắc giới thì có 12 thứ tâm. Và siêu thế mình có 40. 8 hoặc là 40 thứ tâm. Thì giờ hôm nay mình sẽ học phần tâm dục giới. Mà cái phần đầu tiên ở đây đó là phần 12 tâm bất thiện. Và 12 tâm bất thiện ở nhóm đầu. Và chúng ta học cái nhóm, trong nhóm đầu này mình chia ra thành 3 phần. Tức là tâm tham, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì bữa nay chúng ta sẽ học 8 tâm tham trước. Giờ trước khi học thì tìm hiểu về phần 8 tâm tham, mình sẽ học cái phần Bali về đề cập đến 8 tâm tham trước. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc, rồi sau đó mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc ha. Akusala cittang. Akusala cittang là tâm bất thiện ha. Lobha cittang là tâm tham. Somana sasahagatang. Ditthi gata sammayuttang. Asankharika metang. Sa sang kha ri ca mi tăng. Dạ. Thì khi mà biết như vậy đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ a sang kha ri ca mi tăng, tức là một tâm vô trợ, rồi sa sang kha ri ca mi tăng, tức là một tâm hữu trợ. Hai tâm tham ở trong bản Bali thì người ta viết ngắn gọn lại như vậy. Somana sasahagatang ditthigata vipayuttang asankharika mekang sasankharika mekang. Tức là tâm tham thọ hỷ mà ly tà. Một tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ và một tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ.
upekha sagatang ditthi gata sambayutang asankharika asankharika mekang sasankharika mekang. Là ở đây nó chữ rí căng với e căng người ta ghép lại thành mê căng. Một tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, một tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Rồi upekha sa ga tăng đi thi ga tá vip pa yut tăng asankharika mê căng sasankharika mê căng mê căng tí ý mà ní át thầm bí lô phá xa gá tá chí tà ní nà mát. Một tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, một tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Rồi mình mới tới cái chữ là ý mà ní át thầm bí át thầm bí lô phá xa gá tá chí tà ní nà mát, tức là gì? Tám tâm này gọi là tâm đi cùng với tham. Em gọi ngắn gọn là tám tâm này là tám tâm tham. Rồi nghe đọc lại lần nữa. Akusala chitang lopha chitang somana sasahagatang ditthigata sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang so mana sasagatang ditigata vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang ditigata sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang ditigata vipayutang asankharika mekang sasankharika mekanti imani atthapi lopha sagata citani nama. Ra nghe lại lần nữa. Akusala chitang lopha chitang somana sasagatang ditthigata sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang somana sasagatang ditthigata vipayutang sasankharika mekang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang ditthigata sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang ditthigata vipayutang sasankharika mekang asankharika mekang sasankharika mekanti imani atthapi lopha sagata citani nama. Ra giờ mời lớp giơ tay lên để đọc bài. Cô Phúc với Trung mời lớp thỉnh sư đi, không như anh các Khánh không học lớp này thì phải. Dạ được thưa sư. Rồi. Dạ mời quý vị giơ tay, tay lên đọc bài đi. Dạ xin mời đạo hữu Trần Thị Hồng Mai ạ. Mở mic ra. Khi bên mở mic á. Alo, nghe mà rồi. Chưa có rõ. À, chắc là mạng à. Akusala chittang lopha chittang somanassa sahagatang nithigata sampayuttang asankharika mekang sasankharika mekang somanassa sahagatang nithigata vipayuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang ditthigata sampayuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang ditthigata vipayuttang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani attappi lopha sagata cittani nama. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Akusala chittang lopha chittang somana somanas sasahat
gatang ditthi gata sampayuttang asankhari ka kamekang sasankhari kamekang soma so somanassa sahagatang ditthi gata vipayuttang asankhari kamekang sasankhari kamekang ubekha sahagatang ditthi gata sambayuttang asang asankhari kamekang sasankhari kamekang ubekha sahagatang ditthi gata vipayuttang asankhari kamekang sasankhari kamekang ti ý mà ní athapi lofa saha ga ta chittani nama thưa sư xin hết à. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Apusala chittang nô phá chích tăng sumalat sa sa ha ra tăng tiếp thi ra ta sam ba giúp tăng asan khari cá mê căng asan khari cá mê căng sumalat sa sa ha ra ta ga tăng tiếp thi ra ta giúp ba giúp tăng asan khari cá mê căng asan khari cá mê căng Ủ bếch khá xá há gá tăng Đi thi gá tá xăm tá vút tăng Á san khá rí gá mê căng Xá san khá rí gá mê căng Ủ bếch khá xá há gá tăng Đi thi gá tá vút tá vút tăng Á san khá rí gá mê căng Xá san khá rí gá mê căng tí Ý na ní Ếch thá tí nô pha sa ha gác ta chít ta ní na má dạ thưa sư con đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Dự Thúy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. A cú sa lá chít tăng lô phá chít tăng sô má na sa há gá tăng đi thí gá tá sam pá rút tăng a san ca rí cầm mê căng sa sang kha ri ka me kang so ma na sa ha ga tang di thi ga ta vi pa rút tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang upekha sa ha ga tang di thi ga ta sam pa rút tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang upekka sa ha ga tang di thi ga ta vi pa rút tang asankharika me kang sa sankharika me khan tí ý mà ní atha pí lô phá sa ha ga ta chí chít ta ní na má. Bạch sư con đọc xong ạ, con cảm ơn ạ. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Thưa sư đạo, Akusala chitang, lova chitang, somana sa saha gatang, dithiga gata sabarutang, asankharika mekang, sasankharika mekang, somana sa saha gatang, dithiga ta vipayutang, asankharika mekang, sasankharika mekang, upekha saha gatang, dithiga ta sabarutang, asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang dithigata vipayuttang asankharika mekang sasankharika me kamekanti imani athapi lofa sahagata chitani nama dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc.
akusala cittam lopha cittam somana sahagatam dithi gata sambhayutam asankhari kamikam sasankhari kamikam somana sahagatam dithi gata vibhayutam asankhari kamikam Sankari kemikan. Sankari kemikan. Upikhe sehe getang. Dithi gete vipayutang. Sankari kemikan. Sankari kemikan. Imani athe athe pi lofa lofa sehe geti geta chitani nama dạ thưa sư xin hết. Dạ có đạo hữu nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Akusala chittang lofa chittang so mana sasahaga tang di tiga tasambayut tang asangkarika mekang sasangkarika mekang so mana sasahaga tang di tiga tawip bayut tang asangkarika mekang sasangkarika mekang ubekha sahaga tang di tiga tasambayut tang asangkarika mekang sasangkarika mekang ubekha sahagatang dithigata vipayuttang asangkharika mekang sasangkharika mekanti imani atthabi lopha sahagata cittani nama. Dạ con đọc xong ạ. Dạ có đạo hữu nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư hết rồi ạ. Lát chào sư tỷ. Rồi bây giờ chúng ta học bài ha. Ồ, còn cái này nữa ta. Tới cái này để buổi sau đi ha. Nãy mình đọc là 8 tâm tham, 2 tâm sân với 2 tâm si, để kìa sau mình đọc đi. Để mình học bài mới. Giờ trước tiên chúng ta nói qua về tâm bất thiện, akusala citta, gọi là tâm bất thiện ở đây đó là vì các tâm này đó là nó có nguồn gốc hay là căn bất thiện. Thứ hai đó là gọi là tâm bất thiện là vì những tâm này đó là nó tương ưng với nhân bất thiện, đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Còn nguồn gốc hay là căn bất thiện ở đây đó là căn tham, căn sân và căn si.
Đây nữa, tâm bất thiện á, nếu mà nói theo chữ akusala thì có 5 ý nghĩa. Thứ nhất đó là tâm bệnh hoạn. Thứ hai đó là tâm không tốt đẹp. Thứ ba đó là tâm không khôn khéo. Thứ tư đó là tâm tội lỗi. Và thứ năm đó là nhân cho quả khổ. Thì đó là tâm bất thiện nếu mình nói theo chữ akusala. Tại sao ở đây tâm bất thiện được gọi là tâm bệnh hoạn? Thì ở đây chúng ta thấy cái cơ thể của mình á, khi mình sống với tâm bất thiện lúc nào nó cũng làm cho mình bị đau khổ. Là khi nào mình sống nhiều với tâm tham, tâm sân, tâm si thì cơ thể của mình lúc nào nó cũng nặng nề, nó cũng bị thiêu đốt, làm cho mình cứ buồn rầu lo âu, dính mắc với cái này cái kia. Thì cái tâm đó thì các ngài gọi là tâm bệnh hoạn, tâm bất thiện. Thứ hai, tâm bất thiện là tâm không tốt đẹp, là vì tâm này khi mà nó sanh khởi thì nó khiến cho mình thực hiện những hành động ác bằng thân, những hành động ác bằng lời nói, cho nên được xem là tâm không tốt đẹp. Thứ ba đó là tâm bất thiện, đó là tâm không có khôn khéo. Chúng ta thấy là khi mình làm công việc gì mà mình làm với tâm bất thiện thì công việc đó mình làm rất là vụng về. Dạ, vì nó không có sự điều phục của trí, không có sự hỗ trợ của trí. Dạ, cho nên nó không có tốt đẹp được, nó không có khôn khéo được. Mặc dù về mặt bề ngoài á, sự ví dụ như là nếu mình cự lộn với ai đó, khi mình cự, mình thấy mình cự mà người ta chịu thua mình, thì mình sẽ thấy mình rất là hay, giống như là mình hay cho nên người ta cự không lại mình. Nhưng mà thật chất nếu mà mình, các tấn học Phật Pháp, mình sẽ thấy là trong lúc đó là mình bị cái tâm bất thiện nó chi phối và mình có thể nói bất cứ cái gì. Để mà chúng nó áp chế người khác, họ không thể chống đối lại mình. Dạ, thì cái tâm đó đều là tâm không có khôn khéo. Dạ, thứ tư đó là tâm tội lỗi, tức là tâm bất thiện khi sanh khởi sẽ làm điều ác. Rồi thứ năm đó là nhân cho quả khổ, tức là ví dụ ở trong đời sống hiện tại mình gặp những thấy những cảnh sắc không vừa lòng, nghe những âm thanh không vừa lòng, ngửi mùi không vừa lòng, lưỡi nếm vị không vừa lòng, hoặc là thâm thân xúc chạm không được êm ái, thì đó là nhân từ cái quả bất thiện mà mình đã tạo. Và khi nó có điều kiện rõ quả thì nó khiến chúng ta gặp những cái nghịch cảnh như vậy. Dạ, cho nên ở trong đời sống đó là nếu mà khi nào mà mình gặp những nghịch cảnh mà mình nhớ được lại là cái này là cái nhân của quả bất thiện thì làm cho tâm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó dễ dàng hơn so với người mà không hiểu về cái nhân
bất thiện mà mình đã tạo và nó đưa đến cái quả báo khổ đau ở trong đời sống hiện tại, thì mình chỉ trách người mà làm cho mình bị đau khổ, cái hoàn cảnh làm cho mình bị đau khổ, mà mình không thấy là cái này là cái nhân mà mình đã tạo. Yeah. Thì đó là nói về chữ bất thiện theo ý nghĩa của chữ akusala. Tâm bất thiện thì khi mà nó sanh khởi thì nó dựa trên 85 cái nguyên nhân, tức là tâm tham, tâm sân, tâm si mà nó sanh khởi, nó dựa lên 8 cái nguyên nhân này. Thứ nhất đó là không theo tác ý. Thứ hai đó là ở trú xứ không thích hợp. Thứ ba đó là thân cận bạn ác hay ác nhân. Thứ tư đó là đời trước không tạo phước. Và thứ năm đó là lập trường sai quấy. Bây giờ cái thứ nhất không có khô, không theo tác ý thì mình sẽ nói sao. Chúng ta nói giờ ở trú xứ không thích hợp trước. Ở trú xứ không thích hợp ở đây có nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như là ở trong bài kinh khu rừng, ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 17. Trong đó thì Đức Phật này nói ở cái trú xứ không thích hợp đó là cái trú xứ mà mình ở với người xuất gia là mình, tức là tu, việc tu tập không có được tiến bộ, rồi đời sống vật chất cũng tìm được một cách khó khăn, tức là đi khất thực, không tìm được thức ăn để sống qua ngày. Thì cái trú xứ như vậy thì Đức Phật ngài khuyên là các vị tỳ kheo nên bỏ đi ngay ở trong ngày hôm đó. Dạ. Vì cái trú xứ đó là trú xứ không có thích hợp. Nhưng mà nếu mà cái trú xứ đó tìm được vật thực khó khăn mà mình ở lại việc tu tập á, trao dồi cái thiện pháp được phát triển, thì vị tỳ kheo cũng nên cố gắng nỗ lực để tu tập. Thì đó là theo cái bài kinh khu rừng. Nhưng mà ở với người Phật tử của chúng ta, trú xứ không thích hợp ở đây đó là, thì mình cũng suy xét theo cái trường hợp đó, tức là nếu mà chỗ nào mà mình ở mình cảm thấy đó là không có điều kiện để mình có thể không có được những người bạn tốt để mình gần gũi, thân cận, học được những đức tánh mà có thể làm cho các thiện pháp phát sanh. Mà phần lớn là sao? Tức là xoay qua xoay lại toàn là những người hay sát sanh, trầm cấp, uống rượu, nói dối chẳng hạn. Thì ở những trú xứ như vậy á, nếu với mình người lớn á thì nó còn đỡ, còn nếu mà con cháu mình mà sanh ra từ nhỏ mà ở các trú xứ như vậy thì chắc chắn là nó sẽ chịu ảnh hưởng rất là lớn và rất khó mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái môi trường đó. Dạ. Cho nên ở trong những trường hợp như vậy thì với người cha người mẹ rất là quan trọng. Dạ. Mình có thể thay đổi cái trú xứ đó cho người con của mình. Dạ. Thì vì cái trú xứ không thích hợp thì nó dễ cho mình tạo cái ác nghiệp, cái tâm bất thiện nó dễ sanh khởi và tạo cái ác nghiệp. Thứ hai đó là thân cận người ác hay là thân cần người xấu. Dạ. Yeah. Với người phàm phu mình á, mình rất dễ, nếu mình gần các bậc thiền trí thức á,
để mình học hỏi, để mình thay đổi được một cái gì đó thì nó sẽ rất là chậm, rất là lâu. Nhưng mà nếu mình gặp người S là mình theo rất là nhanh. Là vì sao? Là vì cái chủng tử mà mình tạo cái ác pháp nó nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chỉ cần gặp cái là mình thích liền, mình có cái xu hướng đó liền. Còn nói về thiện pháp không phải mình không có, nhưng mà cái việc tích lũy của mình rất là ít. Cho nên để làm được một thiện pháp nào đó, để duy trì một cái thiện pháp nào đó mà được lâu dài thì rất là khó. Cho nên việc thân cận người ác ở trong trường hợp này cũng dễ làm cho mình phát sanh cái tâm bất thiện theo cái khuynh hướng của người ác. Giống như ở trong bài kinh Hiền Ngu, bài kinh số 129 Atma Kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài nói đó là người ác khi mà suy nghĩ có cái khuynh hướng đó là suy nghĩ ác rồi đưa đến hành động bằng thân hoặc là lời nói cũng là ác. Và do vậy nếu mình thân cận người ác thì cái tâm bất thiện nó dễ dàng sinh khởi. Thứ ba đó là đời trước không tạo nhiều phước. Đời trước không có tạo phước, không có tạo nhiều phước. Do đời trước mình ít có tạo phước mà cái quả của thiện nghiệp dư sót mà đưa mình tái sanh trở lại làm người. Thì mình thấy người ta làm các thiện sự thì mình rất khó vui, rất... tức là thấy người ta làm các thiện sự là mình để vui thích với cái điều đó thì rất khó. Điển hình như một số trường hợp các tử mình gặp ở ngoài đời xã hội bên ngoài, đó là khi mà các tử mình đi đến chùa thường xuyên, những người nhà trong gia đình mình thôi thì họ cũng không mấy hoan hỷ, không mấy vui thích với việc mà mình đi đến chùa. Mặc dù việc đi đến chùa đó cái là cũng không có ảnh hưởng gì đến đời sống gia đình, và nhưng mà họ vẫn không thích. Thì đó là mình nói ở trong đời sống gia đình thôi, còn nếu mà người ngoài thông thường nữa thì cái đó khác rất là xa. Còn nếu mà những người đã từng tạo phước, tạo nhiều phước do cái duyên đó, chỉ trong ở trong đời sống hiện tại thấy ai tạo phước là tâm hoan hỷ, tâm tùy hỷ phước với cái người đã làm. Cho nên mới nói là nếu mình ít có tạo phước, cái đời sống trước đây khi mình sinh ra làm người, nó làm cái tâm bất thiện nó cũng dễ dàng sanh khởi. Và trong nó là có tâm ganh tị, tâm bỏn sẻn chẳng hạn. Rồi, lập trường sái quấy. Tức là có cái tâm mà hướng ác, có cái khuynh hướng đó là sống bất thiện. Giống một số trường hợp chúng ta thấy ở trong kinh Trung Bộ, ví dụ như là người ta cho rằng đó là sau khi chết là hết, không có việc làm, không có kết quả của việc bố thí làm thiện, không có được tái sanh ở cõi vui, hoặc là làm ác không tái sanh ở cõi khổ chẳng hạn. Thì cái lập trường, cái quan điểm đó sẽ khiến cho tâm bất thiện sanh khởi và làm điều bất thiện. Thì đó là năm nguyên nhân mà phát sanh. Còn cái trường hợp thứ nhất nãy mình nói sau cùng đó là khéo tác ý. So với bốn trường hợp mà mình đã kể đó, thì đối với bản thân của mỗi một người, khéo tác ý là rất quan trọng.
Dạ, tại khi mình khéo tác ý á, có thể là từ cái thiện nó trở thành bất thiện, mà từ bất thiện nó có thể trở thành thiện. Ví dụ như là bây giờ chúng ta thấy là hoa đẹp, người ta cúng dường đến Đức Phật, thì vì bản thân mình là người thích hoa, cho nên khi mà thấy hoa đẹp là trước tiên đó là sao? Là tâm tham sanh khởi. Trước tiên đó là tâm tham sanh khởi, nếu mà mình không khéo tác ý. Dạ. Còn nếu mà gặp cảnh không thích hợp, thí dụ như là gặp ai đó đang nói xấu về mình, thì lúc bây giờ đó là tâm sân sanh khởi, đó là do không khéo tác ý. Nhưng mà ngược lại á, nếu mà khéo tác ý, khi mà thấy được bông hoa đẹp hợp với cái ý của mình, và bông hoa đó người ta cúng dường đến Đức Phật, thì tức người đó sẽ suy nghĩ gì? Cái này là do cái quả của nhân thiện mà mình đã tạo, cho nên bây giờ mình được thấy được cái cảnh sắc như thế này, thì lúc đó là tâm thiện nó sanh khởi. Hoặc là người đó nghĩ là sao? Cái này chỉ là cảnh sắc, là đối tượng của con mắt thôi. Như vậy thì tâm thiện nó sanh khởi. Ở trong trường hợp mà mình người khác nói xấu mình, thì cũng nếu mình khéo tác ý thì mình sẽ thấy là sao? Thứ nhất đó là do quả bất thiện mà trước đây mình đã tạo. Tại cái bất thiện là gì? Là nhân do quả khổ. Dạ, cho nên làm cho mình nghe những âm thanh không có được hài lòng. Thứ hai đó là nếu mình khéo tác ý thì mình chỉ thấy là sao? Cái này nó chỉ là âm thanh thôi, là đến rồi đi, giống như là âm thanh, giống như là những âm thanh khác. Dạ. Thì đó là khéo tác ý, thì cái thiện nó có trở thành, nếu mình khéo tác ý tức là từ cái bất thiện nó trở thành thiện. Nhưng mà nếu mình không khéo tác ý thì sao? Từ cái thiện nó có thể trở thành bất thiện. Dạ. Cho nên cái khéo tác ý rất là quan trọng. Mà trong bài kinh An Trú Tâm, Đức Phật Ngài cũng nói, Ngài cũng trình bày về cái cách mà để ngăn ngừa các bất thiện tâm đó. Trong đó Đức Phật Ngài có dạy cái trường hợp là tác ý đến một tướng khác ngoài tướng kia, thì cái đó cũng là cái phương pháp mà nói về khéo tác ý. Dạ. Giống thay vì mình gặp mình người mà mình không thích mà đang đi đến chùa, mình để cho tâm sân sanh khởi, thì bây giờ mình sẽ tác ý là sao? Người này ít nhất là họ cũng biết đi đến chùa tạo các công đức phước báo, thì như vậy thì mình sẽ tác ý ở một cái khía cạnh khác để tâm thiện nó sanh khởi thay vì tâm bất thiện. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình không khéo tác ý thì ở trong đời sống hàng ngày của mình, bất cứ mình sống ở cái môi trường nào, mình thân cận với ai, thì cái tâm bất thiện nó cũng rất dễ sanh khởi. Dạ, cũng rất dễ sanh khởi. Thì đó là nói về năm nguyên nhân của tâm bất thiện. Giống như nói lúc nãy, tâm bất thiện thì mình có 12 thứ, tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Tâm tham là lô phá chí tác, hoặc là lô phá mù lá chí tác. Tâm sân thì là đô xá chí tác, hay là đô xá mù lá chí tác. Tâm si thì gọi là mô há chí tác, hay là mô há mù lá chí tác. Yeah. Thì đó là 12 tâm bất thiện. Lúc nãy thì mình đã đọc xong 8 tâm tham, để kỳ sau mình đọc thêm 2 tâm sân và 2 tâm si nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về 8 tâm tham.
Thứ nhất là tìm hiểu về định nghĩa. Thứ hai nó về nhân sinh tâm tham. Thứ ba đó là phần bài học 8 năm tham. Phần này là mình phải thuộc lòng. Thứ ba đó là ba khía cạnh của tâm tham. Thứ tư là tâm tham phối hợp với tâm sở. Xin lỗi, thứ năm là tâm tham phối hợp với tâm sở. Thứ sáu là tâm tham tương ưng nhanh. Thứ bảy là tâm tham nương môn. Thứ tám là tâm tham nương vật. Thứ chín là tâm tham biết cảnh. Thứ mười là tâm tham sinh ở hạng người. Thứ mười một là tâm tham có mặt ở các cõi. Thì ở trong bài này thì mình sẽ tìm hiểu 11 phần như thế này. Và các bài khác thì mình cũng tìm hiểu tương tự. Rồi đến khi mình học xong hết cái phần tìm hiểu từng phần như thế này rồi đó, chúng ta sẽ có một bài tổng quát học trả lời. Tức là một bài liên quan đến nhanh, một bài liên quan đến môn, một bài liên quan đến vật, một bài liên quan đến cảnh, một bài liên quan đến hạng người, một bài liên quan đến cõi. Mình sẽ học trở lại nữa. Dạ, để mình nắm cho rõ. Bây giờ phần đầu tiên đó là phần định nghĩa về tâm tham. Ở đây chúng ta có ba cái định nghĩa nói về tâm tham. Thứ nhất đó là nói theo trạng thái, đó là tâm tham đó là tâm biết cảnh với sự dính mắc, thích thú dính mắc. Yeah. Cho nên ở trong trong cái việc các tử mình làm phước bố thí cúng dường á, với tâm hoan hỷ, thì ở trong trường hợp đó, nó có thể xảy ra đó là sao, tâm thiện thọ hỷ cũng có, nhưng mà cũng có thể là sao, tâm tham dính mắc với bản thân mình cũng có. Nhưng mà những trường hợp này á, chỉ khi nào mà mình để ý á, thì mình mới phát hiện. Chứ không phải là chúng ta thấy là nhìn bề ngoài á, thì là mình đang hành động thiện. Dạ. Nhưng mà cái tâm lý sanh khởi, cái trạng thái tâm sanh khởi, tiến trình tâm sanh khởi á, nó không phải là lúc nào cũng thiện không. Mà đôi khi là thiện, nhưng mà đôi khi là sao, cũng có tâm bất thiện xen vào ở trong đó. Ví dụ chỉ cần một cái suy nghĩ đó là cái việc thiện này là ta làm, thì lập tức là tâm tham nó sanh khởi, dính mắc với cái ta. Thì dù là lúc đó là hoan hỷ, nhưng mà hoan hỷ đó là tâm tham thọ hỷ, chứ nó còn là tâm thiện thọ hỷ. Thứ hai đó là tâm tham là những tâm tương ưng với nhân tham. Tương ưng với nhân tham tức là mình có ba nhân tương ưng thuộc về bất thiện, đó là nhân tham, nhân sân, nhân si. Và vì tâm này á, nó tương ưng với nhân tham, tức là khi mà nó sanh khởi nó có nhân tham này hỗ trợ, cho nên người ta mới gọi nó là tâm tham. Thứ ba đó là tâm tham là những tâm có nguồn gốc hay là căn tham, tức là sở dĩ mà nó sanh khởi được á, là nó do có cái nguồn gốc, có cái căn, có cái cội rễ của nó. Dạ. Tại sao mà thí dụ như là các bậc thánh, như là các bậc thánh A-la-hán,
lý do sao mà các ngài không có tâm tham là vì sao? Vì cái nguồn gốc để mà tâm tham sanh khởi là đã bị đoạn trừ. Đã bị cắt đứt, cho nên nó không có điều kiện để sanh khởi nữa. Còn mình đó là vì cái nguồn gốc của nó vẫn còn, cho nên chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi thì cái tâm tham nó sanh khởi. Và vì cái tâm này nó có nguồn gốc hay là căn tham như vậy, cho nên người ta gọi nó là căn tham, tâm tham. Thì cái đó là ba cái ý nghĩa tại sao tám tâm này gọi là tâm tham. Tâm tham sanh khởi thì do bốn nguyên nhân. Thứ nhất đó là tục sinh có nghiệp tham là tùy tục. Thứ hai đó là đời trước. Đời trước đó là đa tham. Thứ ba đó là gặp cảnh tốt. Thứ tư đó là gặp cảnh hài lòng. Gặp cảnh hài lòng. Thứ nhất là nói về tục sinh có nghiệp tham là tùy tục. Thì ở trong đời sống của mình á, vì mỗi một lần mình làm một cái thiện sự nào đó thì thường là nó sẽ có cái tâm tham nó chi phối. Hướng đến việc hưởng thụ ngũ dục, hoặc là hướng đến việc tái sanh ở cảnh giới, ở cảnh sắc giới, hoặc là cao hơn nữa đó là ở cõi vô sắc. Tức là có bị tâm tham nó chi phối vậy. Và vì bị tâm tham chi phối khiến thực hiện những hành động thiện đó, cho nên nó dẫn đến sự tái sanh. Và cái sát na tâm đầu tiên của chúng sanh đó là lúc nào, tức là cái tâm tục sinh, sát na tâm đầu tiên lúc nào cũng là tâm tham, dù đó là chúng sanh Bồ Tát, là Đức Phật, vị Thánh A-la-hán, vị Độc Giác, thì cái sát na đầu tiên tục sinh vẫn là tâm tham. Cái này nói lúc còn hầm phu đó, tức là trước khi tại vì có tâm tham thì nó mới bám với cái đời sống, cái kiếp sống đó. Thứ hai đó là nói về đời trước đa tham, tức là người làm cái gì á cũng để cho cái tâm tham chi phối. Ở trong làm việc bất thiện thì không nói, nhưng mà ngay cả trong làm thiện mình vẫn để cho tâm tham chi phối. Tức là khi làm phước bố thí, làm phước trì giới thì sẽ nghĩ là sao, cái phước này sẽ đưa mình tái sanh về cõi trời, về chư thiên, sẽ được hưởng thụ năm món dục lạc một cách đầy đủ. Thì cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ bằng bị tâm tham nó chi phối hết. Và do cái tích lũy đó, cho nên khi mình sinh ra làm người, mỗi một lần mình làm cái thiện sự đó thì tâm tham nó lại tiếp tục có điều kiện nó là sanh khởi. Thứ ba đó là gặp cảnh tốt. Giống như nói lúc nãy, với người phàm phu mình hễ mà gặp cảnh tốt, cái cảnh tốt này đó, nếu mà nói thiện là sao, là nhân của thiện, quả của thiện nghiệp mà mình đã tạo, cho nên mình gặp được cảnh tốt. Nhưng mà thường là sao, từ cái quả của thiện là lại khiến cho tâm bất thiện sanh khởi. Nên phần lớn khi gặp cảnh tốt là tâm tham sanh khởi.
Rồi thứ ba đó là nếu mà mình không khéo tác ý, thì phần lớn là khi mà gặp cảnh tốt là tâm thanh khởi. Cái thứ tư đó là gặp cảnh, gặp được cảnh hài lòng. Ở đây cái cảnh tốt với cảnh hài lòng đó, nó khác nhau. Cảnh tốt là nhân của quả thiện, nhưng mà cảnh hài lòng đó, nó chưa hẳn là tốt. Tại vì hài lòng đó, tức là vừa lòng với người này nhưng mà có thể là không vừa lòng với người kia. Ví dụ như là người thích ăn chua thì nếu mà làm gỏi chua hoặc nấu canh chua thì người đó thích, nhưng mà người không thích ăn chua thì thì nếu mà gỏi chua hoặc là canh chua đó là không phải là cảnh hài lòng đối với họ. Hoặc là chúng ta thấy là với mình á, cái thức ăn cá gì đó, nhưng mà với loài thú á, gì đó mà, nhưng mà nếu mình cho nó là rơm là cỏ thì đó là cảnh hài lòng của nó. Thì đó là nói về hoặc là một số loài đó là ví dụ như là nó thích ăn phân, thì phân đó là cảnh hài lòng của nó. Cho nên cái cảnh hài lòng nó khác với cái cảnh tốt. Cảnh tốt là quả, là nhân của quả thiện, nhưng mà cảnh hài lòng đó, có thể là nhân của quả thiện nhưng mà nó cũng có thể là nhân của quả bất thiện. Nhưng mà dù là nhân của quả thiện hay là nhân của quả bất thiện thì cảnh hài lòng á cũng khiến cho tâm sân sân khởi. Giống như nói con trâu ăn, con bò nó ăn cỏ ăn rơm, nhưng mà vì cỏ rơm là cảnh hài lòng của nó, cho nên khi mà được ăn đó thì tâm tham nó sẽ sân khởi. Tâm tham nó sẽ sân khởi. Đó là nói về bốn nguyên nhân phát sinh tâm tham. Cái mục thứ hai, tiếp theo đó là phần bài học, đó là tám tâm tham. Tám tâm tham thì ở đây mình có đó là tức là tám tâm ở hàng đầu này. Bốn tâm tham thọ hỷ là màu đỏ, bốn tâm tham thọ xả là màu xanh. Cái này phần tử nào chưa thuộc thì mình cố gắng học cho thuộc. Hồi nãy mình đọc là gì? Somanasa sangatang Ditthi gata sampayutang asankharika mekang là cái tâm thứ nhất. Còn cái tâm thứ hai thì mình cho nó thêm là sasankharika mekang, đó là tâm thứ hai. Cái tâm thứ ba là somana sasagatang Ditthi gata vipayutang asankharika mekang. Rồi tâm thứ tư đó là sa sang harika meka, tức là mình cũng lặp lại rồi mình thêm cho cái chữ là sa sang harika meka. Tâm thứ năm là upekha sa gatang ditthi gata sambyutang asang harika meka. Rồi thứ sáu đó là sa sang harika meka. Thứ bảy đó là upekha sa gatang ditthi gata vipayutang asankharika mekang. Rồi sasankharika mekang. Thì đó là tám tâm tham. Phần tiếng Việt đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ hữu trợ. Đó là tám tâm tham. Phần này là chúng ta phải học thuộc lòng. Nếu mà ai thuộc được cả tâm
thuộc được cả phần phần Bali nữa thì càng tốt. Học được cả hai ngôn ngữ. Nhớ nãy có xong bài tám trong tham mà sao thì không thấy bài. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp, đó là ba khía cạnh của tâm tham. Khía cạnh thứ nhất đó là nói về cảm thọ, tức nói về thọ. Thì trong tâm tham mà mình đọc lúc nãy đó, thì mình chỉ thấy là gì? Có hai loại thọ thôi. Bốn tâm tham đó là, bốn tâm tham đầu tiên đó là thọ hỷ. Bốn tâm tham phía sau đó là thọ xả. Tại sao có tâm tham thọ hỷ và tâm tham thọ xả? Tại vì trước tiên á, tại vì thường là mình cứ nghĩ là sao? Tâm tham tức là mình ham muốn cái gì đó, khi mình thấy nó, mình có được nó thì nó phải là thọ hỷ. Tại sao lại là thọ xả? Dạ. Thực tế thì cái định nghĩa tâm tham lúc nãy cho chúng ta thấy là sao? Chỉ cần có sự dính mắc đối với cảnh là đã được gọi là tâm tham. Còn thọ hỷ hay là thọ xả là tùy theo trường hợp. Nhưng mà cái trước tiên đó là chỉ cần mình có sự dính mắc với cái gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mình đang có được, thì cái đó là tâm tham. Yeah. Còn thọ hỷ ở đây là thí dụ như là gặp cảnh tốt, gặp cảnh tốt, thí dụ như là chúng ta đi vào cái vườn hoa, vườn mà người ta trồng bông hoa, thì gặp những thứ bông hoa mà mình thích á, thì lúc giờ tâm tham khởi, sanh khởi liên tục. Nhất là sao? Lần đầu tiên mình bước chân vào cái vườn trồng bông hoa đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà cho mình xây một cái căn nhà ở gần đó để sáng, trưa, chiều, tối gì đó mình cũng được ngắm cái hoa ở tại đó, thì lúc bây giờ sao? Nó không còn thọ hỷ nữa, cũng là tâm tham vẫn dính mắc với cái bông hoa đó, nhưng mà lúc bây giờ sao? Là tâm họ xả. Hoặc là trong lúc mình ăn uống một cái loại thức ăn nào đó mà mình thích, thì cái ban đầu ăn ban đầu là sao? Tâm tham thọ hỷ sanh khởi liên tục. Nhưng mà nếu cho ăn 2-3 ngày liên tục thì lúc bây giờ sao? Cái thích vẫn thích, nhưng mà lúc bây giờ nó không còn thọ hỷ nữa, mà nó chỉ còn là thọ xả. Dạ. Thì đó là lý do tại sao mà tâm tham có hai loại thọ. Thứ hai là nói về động cơ, tức là sự tác động. Thường cái chữ vô trợ và hữu trợ, cái chữ vô trợ ở đây tức là không có sự tác động ở bên ngoài. Ví dụ như là muốn đi đến chùa làm phước, muốn làm phước thì tự bản thân mình làm mà không cần ai rủ. Hoặc là thấy ví dụ như là đi trên đường gặp chư tăng đang đi khất thực, rồi có sẵn vật thực để cúng dường thì cúng dường liền, thì ở trong trường hợp đó được xem là vô trợ. Xin lỗi, nãy giờ mình thí dụ tâm tham mà, tức là thí dụ là thấy
món đồ mà mình thích, lập tức tâm tham sanh khởi liền, thì đó là vô trạng. Yeah. Còn hữu trợ tức là vì món đồ đó có giá trị nhưng mà mình không có biết nó, cho nên đến khi nghe người ta giải thích một lát tìm thấy là tùy ra là cái món đồ này nó có giá trị như thế này, thì lúc bây giờ sao tâm tham nó mới sanh khởi, thì tâm tham đó là hữu trợ. Yeah. Nhưng mà cái động cơ ở trong trường hợp này á, cái hữu trợ ở trong trường hợp này không phải là lúc nào là cũng có sự tác động ở bên ngoài, tức là từ người khác, mà chỉ cần là có tâm chần chừ. Rồi tâm tham mới, nó mới sanh khởi, có sự chần chừ. Rồi sau đó tâm tham nó mới sanh khởi. Thì lúc đó tâm tham đó vẫn được xem là tâm tham hữu trợ. Tâm tham hữu trợ. Cho nên cái hữu trợ ở đây đó là có 6 trường hợp. Thứ nhất là tự thân trợ, thứ hai đó là tha thân trợ, thứ ba đó là tự ngữ trợ, thứ ba đó là thứ tư là tha ngữ trợ, thứ năm là tự ý trợ, thứ sáu đó là tha ý trợ. Tự thân trợ ở đây đó là thí dụ như là bản thân mình mặc đồ đẹp, hoặc là có giọng ca mặc đồ đẹp, rồi nhìn qua nhìn lại tâm tham sanh khởi, thì ở trong trường hợp đó là tâm tham hữu trợ, nhưng mà ở bản thân mình, tức là nhìn lại bản thân mình làm cho tâm tham sanh khởi, chứ không phải là từ người khác. Thứ hai đó là tha thân trợ, tức là nhìn vào người khác mà làm cho tâm tham hữu trợ nó sanh khởi. Rồi thứ ba đó là từ ngữ trợ, ví dụ như là người mà có âm thanh hát hay, có lời nói gì ngọt, thì khi mình nghe lại cái lời nói của mình thì lúc giờ tâm tham nó cũng sanh khởi. Thì tâm tham sanh khởi ở trong trường hợp đó là do cái lời nói của mình, thì gọi là tự ngữ trợ. Tha ngữ trợ tức là do cái lời nói của người khác. Tức là ban đầu thì tâm tham không có sanh khởi, nhưng mà nghe người ta nói một lát thì tâm tham sanh khởi, thì đó là do tha ngữ trợ. Ý ngữ trợ ở trong trường hợp này á, tại vì từ ý trợ tức là suy nghĩ lên xuống, rồi sau đó tâm tham mới sanh khởi, thì gọi là từ ý trợ. Tha ý trợ ở trong trường hợp này đó là thường chúng ta bị chi phối bởi những vị có thần thông, hoặc là ví dụ như là trong bài kinh hàng ma mà ma họ chi phối cho người dân, đó là chửi Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng chẳng hạn, thì tha ý trợ này nó chỉ có thể chi phối được đối với người có thần thông, hoặc là người có khả năng đó là áp chế cái tâm của người khác, thì mới có trường hợp này xảy ra. Thì đây là 6 trường hợp mà hữu trợ. Dạ, 6 trường hợp hữu trợ. Đó là phần động cơ. Phần thứ ba đó là phần khía cạnh thứ ba, đó là nói về tri kiến.
Thì à, lúc nãy mình học đó là mình có hợp tà và ly tà, hoặc là một số bản đại dịch đó là tương ưng tà kiến, à, tương ưng kiến, bất tương ưng kiến. Dạ. Thì à, tức là những tâm tham nào khi mà nó sanh khởi kèm theo cái sự hiểu biết sai. Ví dụ như là khi mà tâm tham sanh khởi, mình à, ăn cắp đồ của người khác rồi lại suy nghĩ là sao, cái này tại mình thích mình lấy, cho nên nó không có tội gì, không có gì là xấu xa. Thì cái suy nghĩ đó là tâm tham mà nó có tà kiến, tức là hiểu biết sai. Dạ. Còn à, tâm tham ly tà ở đây đó là à, sanh khởi nhưng mà nó không có liên quan đến cái việc hiểu biết sai. Tâm tham sanh khởi nhưng mà không liên quan đến việc hiểu biết sai. Ví dụ như là khi mà gặp những món ăn mà hợp khẩu vị với mình thì à, mình ăn một cách thích thú. Thì ăn một cách thích thú như vậy thì à, đó là tâm tham thọ hỷ, nhưng mà nó ly tà. À, tâm tham thọ hỷ ly tà. Thì à, đó là liên quan đến cái khía cạnh à, tà kiến, à, tì kiến, là sự hiểu biết. À, là khía cạnh thứ ba của tâm tham. Ngoài ra thì à, còn một cái khía cạnh khác mà mình à, cũng à, cần à, nắm thêm, đó là ở trong tâm tham ly tà, ở trong tâm tham tà kiến á, ở trong tâm tham tà ly tà thì đôi khi đó là còn có ngã mạn sanh khởi. À, còn có ngã mạn sanh khởi. Thí dụ khi mà tâm tham sanh khởi, à, có sự so đo người A người B không có bằng mình, cái việc làm của người A người B không tốt bằng mình, thì ở trong trường hợp đó là tâm tham ly tà nhưng mà nó có ngã mạn. Đó là một cái khía cạnh mà chúng ta cần hiểu thêm. Rồi còn một cái khía cạnh nữa đối với những tâm tham hữu trợ, nãy đúng ra làm nói ở phần kia tâm tham hữu trợ, tức là mình có lúc nãy mình đọc 8 tâm tham, đó là có 4 tâm tham hữu trợ. Thì trong 4 tâm tham hữu trợ đó, đôi khi nó sanh khởi nó còn có thêm 2 tâm sở hôn trầm và thủy miên, tức là có những trường hợp tâm tham hữu trợ sanh khởi đó là bởi sự giải dự buồn ngủ. Dạ. Và những trường hợp này chúng ta thấy rõ nhất đó là thí dụ như là trong lúc mà mình đang mệt mỏi muốn ngủ nhưng mà ai đó cho mình đi vô ổ bánh mì, mà bản thân mình đã là mình thích ăn bánh mì, cho nên được ổ bánh mì đó rất là thích, mặc dù vừa ăn là vừa nhắm mắt. Dạ. Thì ở trong trường hợp đó là tâm tham thọ hỷ ly tà, nhưng mà nó là hữu trợ. Dạ. Thì cái phần đó là cái phần mình cần nắm thêm ngoài ba cái khía cạnh của tâm tham mình vừa đề cập. Rồi phần số 5 đó là tâm tham phối hợp với tâm sở. Giờ tổng quát đó là tâm tham phối hợp được với 22 tâm sở. Có sẽ chờ xin lý nhà máy nó hết pin. Thank you.
Trong đó có 13 tâm sở tà tha và 9 tâm sở bất thiện, trừ 4 tâm sở sân phần và tâm sở hoài nghi. Trước tiên đó là tại sao 13 tâm sở tà tha, đó là nó phối hợp được với 8 tâm tham. Thì hôm trước mình học tâm sở là 7 tâm sở biến hành, 7 tâm sở tà tha biến hành đó. Thì nó có mặt trong 121 tâm, cho nên nó chắc chắn là có mặt trong 8 tâm tham. Còn 6 tâm sở biệt cảnh tà tha thì nó có mặt trong một số tâm, nhưng mà nó vẫn phải có mặt trong 8 tâm tham. Đó là vì tâm tham nó sanh khởi á, nó phải có gì? Có tầm, có tứ, tức là có hướng tâm đến cảnh thì tham nó mới sanh khởi được. Mà họ có tâm là có tứ, có thân giải để xác định cảnh thì tâm tham nó mới sanh khởi được. Tầm tứ thân giải cần có sự nỗ lực, rồi tầm tứ thân giải cần hỷ, ở trong tâm tham thọ hỷ thì nó có hỷ, còn nếu tâm tham thọ xả thì thôi. Cần hỷ dục, tức là sự mong mỏi ước muốn, thì tâm tham nó mới sanh khởi. Cho nên nó có cả đầy đủ 13 tâm tham, 13 tâm sở tà tham. 9 tâm sở bất thiện ở đây là gì? Hôm trước mình học 14 tâm sở bất thiện là có gì? 4 tâm sở si phần, 3 tâm sở tham phần, 4 tâm sở hôn phần, sân phần, 2 tâm sở hôn phần và tâm sở hoài nghi. Nếu mà giờ này mà các tử nào mà không nhớ bài sẽ nói vậy là mình thấy khó kinh khủng. Nhưng mà nếu mình nhớ bài rồi thì mình thấy mấy cái này quá dễ. Thì ở đây nó phối hợp được với 9 tâm sở, là trừ 4 tâm sở sân phần, là vì sân nó không thể đi chung với tham được. Tức là tâm mình đó, là mặc dù đôi khi làm thấy là tham sân khởi, nhưng mà song song đó mình thấy là cũng có sân sân khởi, mà thật chất là sao? Nó sanh khởi ở tiến trình tâm, ở lộ trình tâm khác nhau, chứ nó không phải sanh khởi trong cùng một lúc. Khi nào có tham thì nó sẽ không có sân, khi nào có sân thì sẽ không có tham. Rồi tâm sở hoài nghi cũng không thể sanh khởi ở trong tâm tham, cho nên mình bỏ ra 5 tâm sở này thì chỉ còn lại 9 tâm sở. Giờ trong 9 tâm sở đó thì mình sẽ bỏ, mình sẽ tìm hiểu coi 9 tâm sở nãy mình bỏ nè, bỏ 4 tâm sở sân phần, rồi tâm sở hoài nghi, thì nó còn lại 9 tâm, đó là 4 tâm sở si phần, 3 tâm sở tham phần và 2 tâm sở hôn phần. Thì 4 tâm sở si phần đó là vì 4 tâm sở si phần là 4 tâm sở bất thiện biến hành, cho nên nó có mặt trong 12 tâm bất thiện, thì nó chắc chắn có mặt trong 4 tâm tham, 8 tâm tham. 3 tâm sở tham phần á, vì ở đây nó thuộc về phần tham, cho nên chắc chắn là nó có mặt trong trong tâm tham. Rồi 2 tâm sở hôn phần á, thì nó cũng có mặt trong tâm tham, nhưng mà nó chỉ có mặt trong tâm tham nào là hữu trợ thôi. Hữu trợ thôi. Còn tâm sở ngã mạn, tham tà kiến ngã mạn, giống như nói lúc nãy, tâm sở ngã mạn thì nếu mà nó sanh khởi thì nó chỉ sanh khởi ở trong tâm sở tâm sở ly tạng, tâm tham ly tạng, tâm tham ly tạng. Thì cái đó là mình nói về phần tổng quát. Bây giờ các tử mình sẽ lên mỗi một người, mình tính mỗi một tâm, từng tâm tham, để xem coi mỗi một tâm tham như vậy nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp. Tại tổng quát thì nó có 22,
Nhưng mà nếu mình tính từng tâm á, thì chưa chắc là nó có đầy đủ 22. Nó có thể có cái có, cái hay không, có những cái bất định, có những cái là cố định. Dạ. Rồi bây giờ ai tính được thì giơ tay lên trước để mình tính. Bây giờ trước tiên đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Ai tính được tâm đó? Ai tính được tâm đó? Có ai tính được không? Bây giờ người ta đã cho mình tổng quát rồi. Tức là người ta đã cho mình 22 tâm sở. Và người ta đã đưa ra cái khuôn đó là 13 tâm sở tự tha, 9 tâm sở bất thiện, trừ 4 tâm sở sân phần và tâm sở hoài nghi. Thì mình chỉ cần phân ra trong trường hợp nào mà có cái nào. Ví dụ như là trong tâm tham thọ xả thì bỏ hỷ, ví dụ vậy. Hoặc là trong tâm tham vô trợ thì mình bỏ ra 2 tâm sở hôn phần. Hay là trong tâm ham mà hợp tà thì bỏ ra ngã mạn, ví dụ vậy. Bây giờ ai tính được tâm tham đầu tiên giơ tay lên. Dạ, con thưa sư con tính ạ. Rồi. Dạ, tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Thì nó phối hợp được với 13 tâm sở tợ tha với 4 si phần, vì nó là tâm sở bất thiện biến hành. Như vậy là 17 tâm và 17 tâm sở, rồi tâm sở tham là 18 tâm sở và tâm sở tà kiến là 19 tâm sở. Như vậy là tâm tham thứ nhất nó phối hợp được với 19 tâm sở ạ. Rồi. Con xin hết. Rồi, chỉ có 19 tâm sở thôi, mặc dù nói tổng quát làm thấy 22. Bây giờ chúng ta tính chi tiết chúng ta chỉ thấy nó có 19 thôi. Rồi, cảm ơn. Bây giờ ai tính tâm tham thứ hai? Ai có thể tính được tâm tham thứ hai? Có ai tính được tâm tham thứ hai không? Nhưng mà các tử mình chưa nắm bài được. Sẽ có tính tâm tham thứ hai không sư? Tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ là gồm có 13 tâm sở tự tha, vì là thọ hỷ đúng luôn, hỷ là 13, 4 si phần biến hành, dạ là 2 tâm tham gồm là tham với tà kiến, tại hợp tà có thể có tà kiến nói chung, và hỗ trợ thì có 2 hung phần, là tất cả chắc là có 19 tâm hoặc là 21 tâm nếu có 2 hung phần đi kèm. Xin hết. Dạ. Tức là cố định là nó chỉ có 19 thôi, nhưng mà nó có thể có hôn phần xảy ra. Nếu mà trong trường hợp đó tâm tham sanh khởi là có hôn phần thì nó có 19 hoặc là 21. Rồi bây giờ ai tự tính tâm tham thứ ba? Ai có thể tính được tâm tham thứ ba? Có ai tính được không? Coi người ta tính mình không hiểu hả? Sư nói nãy giờ là sư nói hết rồi đó. Là nói từ đầu nó có liên quan lên xuống gì đó là hầu như là đã nói chi tiết. Vậy là lớp chưa nắm bài được. Bây giờ về nghe lại cái file này. Rồi kỳ sau mình sẽ học tiếp phần tính tâm tham này. Tính xong hết 8 tâm tham thì chúng ta mới học bài tiếp. Cái phần phối hợp này nó rất là quan trọng. Sau này đến khi mình học
sâu sâu vào thì cái phần phối hợp này vẫn là cái phần mà mình phải phải hiểu, mình không có nhớ mà phải hiểu để mình tính nó thì mới được. Bây giờ thì mời lớp tạm nghỉ đi để kỳ sau mình giao tiếp. Mời cô Phúc Vị Trung cầm mic để kết thúc dạ. Buổi học. Dạ, bài học hôm nay đã kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học về vi diệu pháp tâm bất thiện ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, kính mời Đào Hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chú học viên hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Japamatha Dewa Nagamahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhantu Sasanang Akasatha Japamatha Dewa Nagamahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhantu No Garo Akasatha Japamatha Dewa Nagamahitika Bunyang no anumodan tujirang rakhantu nyatayo akasatha japamatha dewa nagamahitika Bunyang no anumodan tujirang rakhantu panino akasatha japamatha dewa nagamahitika Bunyang no anumodan tujirang rakhantu no sada Idang watano punyang asawa kaya wahang hotu anagati kane. Sa thú. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Dạ, con kính chúc sư ngủ ngon ạ. Kính chúc sư khỏe. Kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Xin mời lớp nghỉ. Thông báo với các học Bali, đó là tuần Bali 2, tuần sau mình học tới thứ 4 ha. Lớp Bali 2, bữa thứ 5 sư vậy.